trong làng giải trí Hoa ngữ, có không ít những mỹ nam đình đám đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu thiếu nữ nhờ những vai diễn công tử nhà giàu hoặc tổng tài bạc tỷ. Phải nói rằng, có những ngôi sao đã được ông trời ưu ái, có một khuôn mặt điển trai, khí chất người người chẳng khác nào những thiếu gia tỷ đô thực thụ. Điều mà dù nhiều nam diễn viên cố bù đắp bằng diễn xuất điêu luyện nhưng vẫn không thể sánh được. Thế nhưng, đời chẳng được như phim, có những sao nam sở hữu khuôn mặt đại gia nhưng lại có gia cảnh nghèo khổ, khó khăn đến ngỡ ngàng. Hãy cùng Cbiz Phim điểm qua một số gương mặt như thế trong làn giải trí xứ Trung nhé! Minh Đạo. Nam diễn viên Minh Đạo là một trong những tổng tài bá đạo đời đầu và kinh điển nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Minh Đạo là một trong những nam diễn viên thần tượng nổi tiếng nhất Đài Loan từ gần 20 năm trước. Năm 19 tuổi, anh chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò một người mẫu. Với dáng vóc cân đối và gương mặt thư sinh, Minh Đạo nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được các đạo diễn mời đóng phim. Năm 2005 là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp của Minh Đạo khi bộ phim Hoàng tử X mà anh đảm nhận vai nam chính thành công rực rỡ và được fan yêu thích. Với vai diễn đơn quân hạo trong phim Hoàng tử X, anh đã chiếm trọn trái tim khán giả với khí chất người người, từng cử chỉ cool ngầu hết mức cứ như sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Trái với những vai diễn trên màn ảnh, thực tế, Minh Đạo sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha anh nợ nần rất nhiều tiền, anh trai thì không có chí tiến thủ. Từ nhỏ, Minh Đạo đã phải theo mẹ ra chợ bán cá. Thậm chí, gia đình nam diễn viên còn nghèo tới mức sữa bột cho anh cũng phải bớt lại. Khi còn nhỏ, Minh Đạo còn từng bị liệt hai chân và gần như không có khả năng đi lại, suốt ngày chỉ di chuyển bằng một chân sắt cùng sự giúp đỡ của anh trai. Không đầu hàng số phận, Minh Đạo đã quyết tâm điều trị và dần có thể đi lại được. Cuộc sống gia đình túng thiếu dạy cho Minh Đạo phải biết vươn lên và phấn đấu vì sự nghiệp, thay đổi vận mệnh cho cả gia đình. Khi học đại học, Minh Đạo vô tình được chọn là MC của chương trình Vua Mạo Hiểm. Trong 2 năm làm MC, Minh Đạo đã đi tới 30 quốc gia, sẵn sàng làm bất cứ những gì đạo diễn yêu cầu, từ bắt rắn hổ mang đến leo núi lửa, nhảy băng di trong tình trạng nuy ở nhiệt độ âm, thậm chí còn suýt bị một khối băng nặng 3 tấn đè trúng. Bằng cách liều mạng như vậy, anh đã trả được nợ nần cho cha mình. Minh Đạo cũng không hề bị ảnh hưởng bởi quá khứ của mình, luôn vui vẻ mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, vận mệnh dường như lại quá bất công với mỹ nam này. Sau bao nhiêu năm vất vả, Minh Đạo mới trả hết món nợ của cha, anh trai Minh Đạo lại liên tục dùng danh nghĩa của nam diễn viên để vay tiền. Năm 2013, Minh Đạo đã có khoảnh khắc đứng hình vì xấu hổ khi chủ nợ bất ngờ trà trộn vào đám đông người hâm mộ và đòi tiền ngay tại sự kiện. Khi đó, nam diễn viên đã nhận ra rằng anh trai tôi như một trái bom không hẹn giờ. Năm 2020, cả làng giải trí chấn động với thông tin anh trai Minh Đạo đã giết hại vợ con rồi tự sát trong rừng vì nợ nần chồng chất. Dù đã phải khốn khổ vì anh trai nhưng Minh Đạo vẫn bị sốc nặng và vô cùng đau khổ trước sự ra đi đột ngột của người thân. Ngôn Thừa Húc. Ngôn Thừa Húc sinh năm 1977, được biết tới với tư cách thành viên nhóm nhạc F4, một trong những ban nhạc nam nổi tiếng nhất châu Á gồm 4 thành viên Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hảo. Sau khi F4 ngừng ca hát, các thành viên đều có những hướng phát triển riêng. Ngôn Thừa Húc tập trung cho sự nghiệp điện ảnh và được yêu mến bởi nụ cười ngọt ngào, dáng vóc săn chắc nam tính. Ngôn Thừa Húc là nam thần trong mộng của hàng triệu thiếu nữ những năm 2000 nhờ thành công của nhiều bộ phim thần tượng như Vườn Sao Băng, Chỉ Muốn Yêu Anh, Lưu Luyến Không Quên, Lửa Bóng Rổ. Trong số đó, vai diễn chàng công tử ngỗ ngược nhưng chân tình đạo minh tự trong Vườn Sao Băng giúp anh trở thành ngôi sao hạng A tại Đài Loan và nổi tiếng khắp châu Á. Nói đến bộ phim Vườn Sao Băng, chắc chắn nhiều người không thể quên được hình ảnh đạo minh tự lái xe thể thao ở biệt thự cao cấp và lời tuyên bố hùng hồn, trên thế giới không có gì không mua được bằng tiền. Thế nhưng, thực tế, Ngôn Thừa Húc người vào vai thủ lĩnh F4 lại là một chàng trai nghèo tới từ vùng nông thôn. Thuở nhỏ, vì không có tiền, không có quần áo, Ngôn Thừa Húc chỉ có thể mặc đồng phục của trường từ ngày này qua tháng nọ, chính vì thế mà anh bị bạn bè cười nhạo nhiều lần. Gia đình của nam diễn viên khó khăn tới mức khi mẹ anh bị bệnh cũng không thể đi khám, Ngôn Thừa Húc tự leo lên một ngọn núi ven đường quốc lộ để hái thuốc cho mẹ. Thậm chí, năm bộ phim Vườn Sao Băng đang làm mưa làm gió khắp châu Á, mẹ của Ngôn Thừa Húc bất ngờ bị bệnh, không ngừng nôn mửa, thậm chí còn ngất xỉu nhưng bà vẫn kiên quyết không chịu vào bệnh viện. Lúc đó, nam diễn viên đã nghẹn ngào cho biết, tôi biết vì sao bà ấy không muốn khám bệnh, sợ phải mổ, vì mổ thì phải tốn rất tiền. Ngôn Thừa Húc vì phải chịu quá nhiều đau khổ, bị bắt nạt từ nhỏ nên có lòng tự trọng rất mạnh và tính cách cũng rất mẫn cảm. Sau khi nổi tiếng, anh đã nhiều lần bị chỉ trích vì tính cách quái lạ, không dễ hợp tác. Thậm chí, khi gặp được Lâm Chí Linh, anh cũng chẳng biết biểu đạt tình yêu của mình. Cặp đôi này đều dành rất nhiều năm để chờ đối phương chủ động nhưng cuối cùng lại đường ai nấy đi.
Mỹ Nam Vườn Sao Băng đã từng thổ lộ, tôi vẫn luôn muốn nỗ lực học thế nào là yêu nhưng đôi khi cảm giác cái từ yêu này thật khó đối với tôi. Lập Uy Liêm. Dù không nổi đình nổi đám như Minh Đạo hay Lâm Chí Dĩnh nhưng Lập Uy Liêm cũng là cái tên được biết đến rộng rãi nhờ đóng phim Ngôn Tình. Đáng nói, Lập Uy Liêm lại là con lai mang trong mình bốn dòng máu Anh, Đức, Hoa và Nhật. Anh sinh ra và lớn lên ở Singapore, khởi nghiệp với vai trò người mẫu và từng chiến thắng cuộc thi siêu mẫu Nam Thế Giới 2001. Thế nhưng phải đến khi bén duyên với màn ảnh Hoa Ngữ thì nam thần lai Lập Uy Liêm mới chính thức nổi tiếng. Anh đóng vai chính trong phim Áo Cưới Thiên Quốc cạnh Minh Đạo và Vương Tâm Lăng, ghi điểm với hình ảnh Mỹ Nam bá đạo, mạnh mẽ. Sau đó, Lập Uy Liêm tiếp tục ghi điểm trong các phim như Tia Sáng Xanh Hạnh Phúc, Sợi Dây Chuyển Định Mệnh. Nhanh chóng ghi dấu vào danh sách các nam thần ngôn tình được săn đón nhất thập niên 2000. Với khuôn mặt như tượng tạc và khí chất lạnh lùng, Lập Uy Liêm quả thực là một tổng tài bá đạo trời sinh của showbiz. Khi tham gia chương trình Khang Hy Đến Rồi, MC Thái Khang Vĩnh và Từ Hy Đệ đã từng chắc mẩm rằng anh có gia thế cực khủng. Thậm chí, khi Lập Uy Liêm tiết lộ, tôi rất nghèo, tiểu Từ Hy Đệ còn tỏ vẻ không tin, thôi nào, trên mặt anh ấy viết mấy chữ công tử nhà giàu kia kìa. Sự thực thì khi nam diễn viên còn rất nhỏ, cha anh đã bỏ nhà ra đi, mẹ phải làm hai công việc để nuôi hai con. Khi mới 11 đến 12 tuổi, Lập Uy Liêm đã phải làm việc để kiếm sống. Thậm chí, khi thấy người khác ăn ở tiệm bánh hamburger, anh từng đứng ở cửa nhìn, khi thấy giá của chiếc bánh rẻ nhất lại yên lặng bước ra. Mãi đến khi nổi tiếng, anh mới dám đi vào cửa hàng ăn nhanh này, hiện tại có thể ăn rồi, còn có thể ăn hai cái nữa. Sống giữa lòng showbiz thị phi, Lập Uy Liêm là người kín tiếng và rất ít khi chia sẻ chuyện đời tư trên mặt báo. Năm 2014, anh và bạn gái bí mật kết hôn rồi sinh con đầu lòng. Để bảo vệ vợ con khỏi ánh mắt xăm soi của dư luận, anh quyết định giữ họ trong bóng tối, lặng lẽ tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khưu Trạch. Trước đó, Khưu Trạch sinh năm 1981 là nam diễn viên thần tượng nổi tiếng khắp châu Á nhờ vẻ ngoài cuốn hút. Nam diễn viên đến với làn giải trí một cách khá tình cờ, trong một lần đăng phát tờ rơi. Khưu Trạch được một nhân viên đoàn phim phát hiện và chiêu mộ anh về công ty. Bộ phim đầu tiên của anh là Đêm Đầy Sao đóng cùng với Hà Nhuận Đông. Trong những năm 2000, Khưu Trạch nhanh chóng nổi tiếng với những vai diễn thần tượng, được mến mộ bởi hình ảnh đẹp trai gây thương nhớ. Anh đóng các phim như Lời Hứa Dưới Cây Ngô Đồng, Cô Nàng Ốc Vít Lấy Chồng, Chuyện Hẹn Hò. Thế nhưng vào thời điểm vừa nổi tiếng, Khưu Trạch lại liên tiếp vướng phải những ồn ào tình ái, bị gán với danh xưng sát gái. Trong sự nghiệp của mình, Khưu Trạch cũng nhiều lần vào vai công tử nhà giàu và khiến cho biết bao trái tim phải xao xuyến. Thế nhưng, thực tế, Khưu Trạch là một chàng trai nghèo, cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã sống cùng với cha mình và bắt đầu tự kiếm sống khi học đại học. Cha của anh một ngày phải làm việc 14 đến 15 giờ, về nhà lúc nào cũng buồn bã, ít nói. Khưu Trạch lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà nội nhưng bà nam diễn viên không cho phép anh gặp mẹ, nếu đi tìm mẹ thì thế nào cũng sẽ bị bà đánh. Khi tham gia một chương trình, Khưu Trạch đã từng gây xôn xao khi tiết lộ lý do bước vào làng giải trí. Khi đó trong nhà có việc, cần tiền, mà tôi còn đi học, không có cách nào kiếm tiền nhanh hơn cách này. Lúc ấy, khi được hỏi có thích nghề diễn hay không, anh đã yên lặng lắc đầu và nói hoàn toàn không thích. Cũng như Ngôn Thừa Húc, Khưu Trạch cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì hoàn ảnh gia đình mình. Anh khép lại cánh cửa nội tâm, chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không ai có thể hiểu được. Mã Thiên Vũ. Khác với ngoại hình công tử bột điển trai, Mã Thiên Vũ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó ở vùng quê tỉnh Sơn Đông. Từ nhỏ anh đã mồ côi mẹ, còn cha anh thì bỏ nhà ra đi vì nợ nần, người em trai nhỏ của anh cũng bị người ta bắt mất. Tuổi thơ của anh gắn liền với những công việc như làm ruộng, chăn bò, gánh nước và đào hố phân. Vào ngày Tết Trung Thu khi anh mới 5 tuổi, mẹ của anh đột ngột qua đời. Chính cậu bé Mã Thiên Vũ đã phát hiện xác mẹ lạnh ngắt khi ngủ dậy. Kể từ đó Mã Thiên Vũ không bao giờ đón lễ Trung Thu nữa. Sau khi mẹ mất, người cha rượu chè của anh cũng bỏ nhà ra đi, anh và người chị lớn lên dưới sự đùm bọc của ông nội. Thiên Vũ đã từng phải bỏ dở việc học cấp 2 vì nhà anh quá nghèo không có đủ 3 nhân dân tệ để đóng phụ phí cho trường. Năm 15 tuổi, Mã Thiên Vũ quyết định một mình lên Bắc Kinh tìm việc làm khi trong tay chỉ có 7 đồng. Từ 3 giờ sáng, Mã Thiên Vũ phải đi đến chợ mua thịt bò và thịt dê về bán cùng các chú. Không lâu sau, khu chợ nơi anh sống bị dẹp bỏ, anh chuyển sang bán bánh nướng, bánh chiên, bánh rán, sữa đậu nành khắp các nẻo đường. Những năm tháng mới đến Bắc Kinh, Mã Thiên Vũ mong ước được làm đầu bếp, có thể tích góp đủ tiền xây nhà, cưới vợ, có một gia đình cho riêng mình. Một thời gian sau, Thiên Vũ chuyển công việc sang làm tạp vụ. Anh làm từ bưng bê, rửa dọn cho tới đổ rác. Khoảng thời gian ấy,
chàng trai hiếu thảo sống trong một căn nhà ọp ẹp rách nát, trời mưa là dột, đến cả giường cũng ướt. Phòng không có cửa sổ, mỗi lần thức giấc Mã Thiên Vũ đều không rõ đó là ngày hay đêm. Sau này, khi Mã Thiên Vũ làm trợ lý phục trang ở tòa soạn của một tạp chí, nhiều người trong công ty đã khen ngợi vẻ ngoài điển trai của anh, gợi ý anh theo con đường nghệ thuật. Ban đầu Mã Thiên Vũ nhút nhát từ chối, quá khứ cơ cực khiến anh tự ti không đủ dũng khí. Mãi sau khi được động viện, anh quyết định tham gia chương trình Cố Lên Hảo Nam Nhi. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của chàng trai họ Mã. Dù không lọt top 5 chung cuộc, nhưng Mã Thiên Vũ lại là chàng trai nổi tiếng nhất trên mạng lúc bấy giờ. Tháng 12 năm 2006, Mã Thiên Vũ thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, bắt đầu chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Đằng sau vẻ ngoài tươi sáng rạng rỡ là những bất hạnh Mã Thiên Vũ không bao giờ muốn ai biết tới. Những ngày lễ Tết, họ Mã đều một mình đi làm thêm trong khi bạn bè nô nức về quê quây quần bên gia đình. Mỗi khi nhắc về quá khứ, chàng trai kiên cường ấy vẫn nở một nụ cười. Cho đến nay, nhắc đến Mã Thiên Vũ, người hâm mộ vẫn nhớ về hình ảnh một chàng trai với sức mạnh phi thường, nỗ lực thay đổi vận mệnh bản thân mình.